Xin chào tất cả quý anh chị. Hôm nay Khanh sẽ chia sẻ cho nhà mình những điều thú vị về chiếc xe Volvo mà quý anh chị sẽ cần nó khi sử dụng một chiếc xe Volvo, và những cái chức năng của Khanh giới thiệu cho nhà mình nó sẽ phục vụ cho nhà mình hàng ngày và giúp ích cho nhà mình hàng ngày rất nhiều. Đầu tiên Khanh sẽ giới thiệu cho nhà mình là tính năng trên chiếc chìa khóa của xe Volvo. Trên chiếc xe Volvo thì quý anh chị đã biết là trên chiếc xe của mình đã có tính năng lên kính từ xa tự động. Thì nếu mà nhà mình muốn lên xuống hạ xuống kính thì chúng ta chỉ cần, nếu mà muốn hạ xuống kính thì chúng ta sẽ bấm hai lần trên cái nút remote. Thì bốn cánh kính cửa hạ xuống. Và ở điều này thì Khanh muốn nói với nhà mình vấn đề gì ạ? Khi quý anh chị lóc cửa lại mà chúng ta quên lên kính giống như vậy thì chúng ta sẽ bị nước vào trong xe, hư nội thất. Chúng ta sẽ bị mất đồ nếu chúng ta quên lên kính, cho dù chúng ta đã khóa cửa rồi. Nhưng đối với Khanh, khi quý anh chị bấm lóc cửa, Khanh sẽ giới thiệu cho nhà mình một tính năng rất là hay, tự động lên bốn cánh kính luôn. Chúng ta sẽ không bao giờ bị quên. Và việc lên kính tự động này, quý anh chị có thể thực hiện bằng nút bấm trên tay nắm cửa, bằng remote và bằng điện thoại. Khanh sẽ thao tác tiếp cho nhà mình chức năng này khi sử dụng trên remote. Bây giờ Khanh sẽ hạ kính xuống một lần nữa bằng cách là Khanh bấm nút mở khóa lần thứ hai, hai lần, và lần thứ hai giữ thì bốn cánh kính cửa chúng ta sẽ hạ xuống tiếp. Rồi, bây giờ nó đã hạ xuống rồi. Bây giờ Khanh sẽ thao tác cho nhà mình thấy được là Khanh đi ra ngoài giống như quý anh chị đi ra ngoài, và chúng ta sẽ nhìn thấy được cái chiếc xe của chúng ta quên khóa cửa và quên lên kính, thì chúng ta sẽ bấm lại trên chìa khóa, đây là hình ổ khóa, đây chúng ta bấm lóc, bốn cánh kính cửa sẽ tự động chạy lên. Như vậy chúng ta sẽ giải quyết được vấn đề an toàn, không bị mất đồ. Chúng ta sẽ giải quyết được là vấn đề sợ, không sợ nước vào trong xe. Đó. Và khi mà nó đóng như vậy thì cửa sổ trời của quý anh chị nếu chưa đóng thì nó cũng tự động đóng luôn. Và bây giờ Khanh sẽ thao tác lại một lần nữa, và Khanh sử dụng cái điện thoại thông qua ứng dụng Volvo Car App để Khanh lên kính cho quý anh chị xem. Bây giờ Khanh sẽ hạ tiếp bốn cánh kính cửa xuống một lần nữa bằng nút mở khóa. Đây. Bốn cánh cửa xuống rồi. Rồi, bây giờ Khanh sẽ thao tác vào ứng dụng Volvo Car. Rồi. Bây giờ đây là ứng dụng Volvo Car Khanh đang vào. Quý anh chị hãy nhìn. Ứng dụng Volvo Car chúng ta có thể điều khiển cái chiếc xe từ xa. Quý anh chị ở Mỹ cũng có thể điều khiển được. Quý anh chị có thể ở bất kỳ nơi nào miễn sao chiếc xe và điện thoại của chúng ta có thể kết nối bằng 3G. Quý anh chị lên tòa nhà, quý anh chị lên nhà mà chúng ta không nhớ là chiếc xe của chúng ta đã khóa cửa chưa, thì chúng ta hãy nhìn vào màn hình. Đây là màn hình của chiếc xe. Nó sẽ báo là chiếc xe của chúng ta chưa khóa cửa, và cái kiến, quý anh chị sẽ nhìn thấy cái kiến nè. Đó, nó đang mở ra. Thì bây giờ quý anh chị sẽ bấm khóa cửa lại bằng cách là bấm lóc. Bấm lóc. Rồi, như vậy thì khi Khanh đã lóc lại, đây, kiến nó đã xếp lại rồi, và bốn cánh kính cửa nó tự động chạy lên luôn. À, như vậy với tính năng tự động lên kính khi khóa cửa của Khanh thì quý anh chị hoàn toàn yên tâm khi chúng ta sở hữu một chiếc xe Volvo. Kế đó Khanh sẽ giới thiệu cho nhà mình một điều hay kế tiếp, đó là tính năng đề nổ xe từ xa. Đề nổ xe từ xa thì như quý anh chị đã biết, khi lúc chúng ta nhận xe thì quý anh chị có thể đề nổ thông qua ứng dụng Volvo Car, và Khanh sẽ thao tác trên ứng dụng Volvo Car cho quý anh chị xem tính năng đề nổ từ xa nha. Đây là ứng dụng Volvo Car của Khanh, và Khanh vào hình ngôi nhà, và Khanh sẽ vào hình cây quạt, và Khanh chỉnh lại một phút, Khanh bấm Start. Yes. Và Khanh bấm vân tay thì chiếc xe của Khanh sẽ tự động nổ máy. Đây, Khanh đang bị lóc cửa. Bây giờ Khanh sẽ chuyển qua cái chế độ lóc cửa xe lại thì nó mới cho phép nổ máy nha. Và quý anh chị lưu ý, để chúng ta sẽ lóc cửa được và nổ máy được thì chúng ta bắt buộc không để chìa khóa trên xe. Còn nếu quý anh chị sử dụng ứng dụng này, bỏ chìa khóa trên xe và lóc cửa lại thì chúng ta sẽ không sử dụng được tính năng đề nổ từ xa.
Rồi bây giờ Khanh quay lại việc đề nổ và Khanh bấm start. Kích hoạt. Rồi, như vậy quý anh chị đợi một tí. Chiếc xe của Khanh đã nổ máy. Đó, thì khi mà nổ máy đèn nó sẽ chớp chớp. Và đây. Quý anh chị có nghe không ạ? Tiếng động cơ đã nổ rồi. Nhưng nếu trường hợp, rồi bây giờ Khanh sẽ tắt xe. Rồi Khanh tắt xe. Rồi Khanh đã tắt xe rồi. Rồi điện thoại Khanh bấm tắt. Rồi. Nhưng nếu quý anh chị điện thoại của chúng ta và chiếc xe một trong hai thiết bị không có 3G thì sao? Một trong hai thiết bị mà không có 3G thì chúng ta sẽ không kết nối được với xe và chúng ta không đề nổ được chiếc xe. Thì đối với Khanh, quý anh chị sử dụng thêm một tính năng rất là hay, đó là chúng ta sẽ đề nổ trên chiếc chìa khóa. Và để đề nổ trên chiếc chìa khóa thì quý anh chị sẽ nhìn vào tính năng này. Quý anh chị thấy nút lóc cửa không ạ? Chúng ta bấm lóc cửa 2 lần là chúng ta đã có thể đề nổ chiếc xe rồi. Bây giờ quý anh chị hãy quan sát cái đèn nha. Khanh bấm lần đầu. Nhá đèn lên. Khanh bấm lần thứ 2. Nhá đèn lên. Và quý anh chị sẽ chờ 2 giây, 3 giây. Chiếc xe của chúng ta đã nổ máy lên. Và đèn sẽ chớp, chớp, chớp. Đây, Khanh cho mọi người xem. Cực kỳ tiện luôn. Thì như vậy, chiếc xe của chúng ta sẽ nổ máy thông qua remote. Thông qua điện thoại. Không có điện thoại thì chúng ta vẫn còn remote. Đó. Mọi thứ đều có thể giải quyết được bằng công nghệ, đúng không ạ? Rồi, Volvo là một hãng xe công nghệ thì chúng ta hãy sử dụng công nghệ. Rồi, bây giờ chiếc xe của chúng ta khi mà đã đề nổ thì nó sẽ tự động tắt máy sau 10 phút cho đến 30 phút tùy theo phần mềm và tùy theo lượng xăng trong xe, lượng nhớt trong xe, lượng nước làm mát trong xe và lượng điện trong bình. Thì nó sẽ cho phép chúng ta có thể đề nổ máy lên đến 30 phút ở phần mềm trên bảng 2.10 trở lên. Còn nếu mà bảng 2.10 đổ xuống thì maximum nó chỉ đề nổ được 10 phút thôi. Và quý anh chị lưu ý, chúng ta chỉ đề nổ được 2 lần. Đề nổ được 2 lần và sau đó chúng ta phải vào trong xe, chúng ta đề máy lên và lóc cửa lại thì chúng ta mới đề nổ được lần thứ 2 nữa. Đó. Đó là những cái thông tin mà Khanh muốn gửi đến. Bây giờ Khanh sẽ tắt máy thông qua chìa khóa này luôn. Quý anh chị hãy nhìn nút khóa cửa, nút mở khóa và nút khóa. Mở khóa và khóa. Đây, nhìn vào. Chớp chớp. Rồi, đã tắt máy rồi. Đây, đã tắt máy hoàn toàn. Khanh luôn muốn gửi đến những cái sự chủ động cho tất cả quý anh chị khi sử dụng xe. Đây là một thiết bị gắn thêm. Và chỉ cần cắm dắt, giật ra. Rất là dễ dàng nha. Và chúng ta có thể thực hiện tại nhà. Rồi, khi mà xe nổ máy, quý anh chị muốn cho nhiệt độ trong xe nó xuống nhanh hơn. Thì chúng ta có thể làm thao tác là hé kính 3cm. Và để hé kính 3cm thì quý anh chị hãy lưu ý trên chiếc chìa khóa của chúng ta. Đây chiếc chìa khóa. Chúng ta bấm lóc, mở lóc và lóc. Chúng ta bấm giúp giùm Khanh theo cú lệnh nha. Lóc, mở lóc và lóc. Thì kính của chúng ta sẽ hé xuống 3cm. Đó, như vậy là đã hé xuống 3cm rồi. Và chúng ta muốn hé thêm 3cm nữa thì chúng ta bấm thêm một lần nữa. Lóc, mở lóc và lóc. Thì nó sẽ hé xuống tiếp 3cm. Và khi chúng ta không muốn nó hé kính nữa và chúng ta muốn nó lên kính luôn, trong lúc đang nổ máy cũng được. Chúng ta chỉ cần bấm lóc cửa hoặc bấm lóc cửa. Đây, bấm lóc cửa lại. Tất cả mọi kính nó sẽ tự động chạy lên. Đó, quý anh chị sẽ thấy tự động nó chạy lên luôn. Rất là tiện. Và một tính năng cuối cùng mà Khanh muốn gửi đến cho quý anh chị trong cái bộ kit của Khanh. Đó là tính năng lùi ghế tự động. Với tính năng lùi ghế tự động, thì khi mà quý anh chị tắt máy, ghế của quý anh chị sẽ tự động trượt ra sau. Trượt ra sau sẽ giúp cho quý anh chị dễ dàng ra vào cái chiếc xe. Và đối với các chị đang mang thai, bụng to thì chúng ta cũng rất là dễ dàng không bị vướng vô lăng. Và đối với các anh nhậu nhiều, bụng to thì cũng rất là dễ dàng để ra vào trong chiếc xe. Và kế nữa chúng ta sẽ bảo vệ được phần da ghế không bị hư, không bị rách, không bị sờ. Nhất là ở phần mép ghế là do chúng ta bị vướng, chúng ta chì vào phần da ghế. Như vậy cái da ghế chúng ta sẽ bền hơn và đẹp hơn. Và khi mà vào trong xe thì chúng ta chỉ việc đề máy, ghế của chúng ta sẽ trở lại vị trí cuối cùng sau khi chúng ta tắt máy.
một tính năng cực kỳ hay, cực kỳ hữu ích mà chúng ta thuận tiện trong quá trình hàng ngày. Video này là lời chia sẻ của Khanh dành cho những anh chị đang sử dụng một chiếc xe mà muốn nâng cấp lên 4 tính năng: đèn nổ từ xa, hé kính, trượt ghế, tự động lên kính. Với chi phí rất là rẻ, chúng ta có thể thực hiện tại nhà. Cảm ơn tất cả quý anh chị luôn theo dõi video của Khanh. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở nhiều video sau.